anh em có tin là cái con iMac này có thể đem đi cà phê được không? Đó, em nói không tin nhưng mà em gặp rồi. Mấy anh em tinh tế, có bán cái túi này nè, để dành cho con iMac này. Thì cái phụ kiện này nói chung là mấy anh em mua ở đâu cũng được. Bây giờ mình sẽ nói về con máy này ha. Đây là cái dòng PC của nhà táo nha, là all in one luôn, tất cả trong một. Đó nó chỉ nhiêu đây thôi, chuột và phím nè, theo nó luôn, Magic Mouse 2 ha, và nó cộng dây nguồn vậy thôi. Còn RAM, ổ cứng ha, tản nhiệt nọ kia thì nằm trong đây hết. Thì đặc điểm của cái dòng iMac là nó cực kỳ sang chảnh anh chị. Đó, mẫu này á, vô nguyên khối nhìn vô là biết con nhà giàu liền ha. Chưa hết đâu, cái đẳng cấp nó không thể nào lột tả hết cái con máy này. Đó là cái sức mạnh quá kinh khủng anh chị. Hiện tại nha, cái màn hình con này là 27 inch và đây là cái chiếc iMac màn hình lớn nhất ở thời điểm hiện tại bây giờ rồi. Nhà táo không sản xuất 27 inch anh chị, nó chỉ sản xuất 24 inch thôi. Đó, chứ còn 27 inch là anh chị phải chọn con máy này 2020. Cấu hình của em này thì cũng thường thường thôi, Core i7 ha, 3.8, 8 nhân lần. RAM con này nó có 128GB thôi. Đây, anh em xem nè, em không hiểu nổi là 128GB thì anh em dùng cái gì để hết nổi cái RAM này. Đó, RAM này 128GB, rồi dùng làm cái gì hết. Bây giờ em cho mấy anh em lập trình luôn ha, mô phỏng, chạy mô phỏng đầy đủ luôn, cũng không ngốn hết con RAM 128GB này. Và cái card màn hình con này thì là nó là card Pro 5500 XT nha, 8GB card này cũng khá là khỏe đó. Anh em edit video hay là mình làm đồ họa nọ kia thì em nói là tuyệt của mèo luôn. Chưa đâu, cái giá nó mới là yêu anh chị, 27 inch mà 5K nha. Màn hình này nè thì 4K thôi là đã nét căng rồi, còn cái này 5K thì phải nói nét, đừng nói cái độ nét nữa, hơi bị nét luôn, 39.5 cũ thôi. Mà cái con này hôm bữa anh Cường lên clip là em Cường không có nhớ giá, báo bốn mấy nhưng mà thật ra nó không có bốn mấy, nó chỉ có 39.5 thôi là đầy đủ combo này rồi nha. Đó, tình trạng nó là line new không tì vết anh chị, bảo hành cho cô chú anh chị là 12 tháng nha. Đó, 12 tháng cái con máy này là nó không một vết trầy luôn. Mà đúng rồi, máy đặt có một chỗ à, trầy cái gì nổi mà trầy, đúng không? Đâu có ai rảnh mà vác con máy đi cà phê, em nói thiệt. Mà anh em nào á mà có sáng kiến á vác con máy đi uống cà phê thì em nói thiệt là vô đó là mấy em bán cà phê là gặp mấy anh là kết model liền, đúng không? Độc lạ Bình Dương quá mà, có ai mày vác ngay mắt đi cà phê bao giờ.